dữ liệu về độ bền bị tiết lộ bí mật của miệng núi lửa Jezero trên sao hỏa tàu thám hiểm Perseverance đã đưa ra những phát hiện thú vị về vị trí mà nó đang khám phá trên sao hỏa miệng núi lửa Jezero, giúp các nhà khoa học hiểu thêm về khu vực này và lịch sử địa chất của nó. Hai phát hiện chính là đá trong miệng núi lửa Jezero đã nhiều lần có nước và một số có chứa các phân tử hữu cơ. Các phân tử hữu cơ này có thể được tạo ra bởi các quá trình sinh học hoặc phi sinh học, vì vậy chúng không thể xác nhận rằng có sự sống tồn tại ở đó. Nhưng chúng là một dấu hiệu tốt cho thấy nếu từng có sự sống ở đó thì có thể tìm thấy bằng chứng về sự thật này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đá trong miệng núi lửa là đá lửa, hình thành từ dòng dung nham hoặc magma. Điều này trả lời một câu hỏi lớn về thành phần của miệng núi lửa, vì trước đây các nhà nghiên cứu không chắc chắn liệu đá ở đó là đá lửa hay trầm tích. Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời, nhà khoa học Ken Fali của dự án kiên trì của Caltech cho biết trong một tuyên bố. Nhưng sau đó thiết bị PISL của chúng tôi đã nhìn rõ mảng đá bị mài mòn từ khu vực có biệt danh là Nam Seater, và tất cả trở nên rõ ràng. Các tinh thể bên trong tảng đá đã tạo ra khẩu súng hút thuốc. PISL, hay công cụ hành tinh cho hóa thạch tia X, sử dụng tia X để phân tích đá và tìm ra thành phần của chúng. Sử dụng PISL trên một mẫu cụ thể được gọi là BRAC cho thấy một cấu trúc đặc biệt chỉ ra đá magma. Fali cho biết, một sinh viên địa chất giỏi sẽ cho bạn biết rằng kết cấu như vậy cho thấy đá được hình thành khi các tinh thể lớn lên và lắng xuống trong một dung dịch magma nguội dần, ví dụ như dòng dung nham dày, hồ dung nham hoặc buồng chứa magma, Fali nói. Phân tích này cũng xác nhận rằng các tảng đá đã tiếp xúc với nước, tăng thêm bằng chứng cho giả thiết rằng miệng núi lửa Jezero là địa điểm của một hồ nước cổ đại. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tranh luận về chính xác nước đã có mặt tại địa điểm này bao lâu. Vì vậy phát hiện này góp phần tìm hiểu lịch sử của khu vực. Tảng đá sau đó đã bị nước làm biến đổi nhiều lần, khiến nó trở thành một kho báu cho phép các nhà khoa học trong tương lai xác định niên đại các sự kiện ở Jezero. Hiểu rõ hơn về thời kỳ mà nước phổ biến hơn trên bề mặt của nó và tiết lộ lịch sử ban đầu của hành tinh, Fali nói. Mars Sample Return sẽ có nhiều thứ tuyệt vời để bạn lựa chọn. Một trong những công việc của Perseverance là thu thập các mẫu đá và đất trên sao hỏa và niêm phong chúng vào các ống để thu thập sau đó bởi một người thám hiểm khác, và cuối cùng trở về trái đất trong nhiệm vụ trả mẫu sao hỏa. Điều này sẽ cho phép các nhà khoa học nghiên cứu các mẫu một cách chi tiết hơn những gì một người lái tàu có thể làm được. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!